Đến hẹn lại lên, chào tất cả các anh em đam mê lịch sử đến với Hồi ức Thời Chiến, một kênh chuyên về lịch sử Việt Nam và thế giới. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có, và Tổng Bí thư Lê Duẩn là một nhân tài hiếm có trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ít ai biết rằng, ông Lê Duẩn lại là bạn bè rất thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao Trung Quốc như Đặng Tiểu Bình và Thủ tướng Chu Ân Lai. Thần đến nỗi đích thân Chủ tịch Mao dùng đũa gắp thức ăn cho ông Duẩn, điều mà giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc thèm nhỏ dãi nhưng có nằm mơ cũng không được. Mặc dù có một tình bạn vô sản đẹp đẽ với lãnh đạo Trung Quốc như vậy, nhưng ông Duẩn vẫn rất cẩn trọng và không quên nói với cấp dưới rằng sau lưng một kẻ thù, đôi khi ta có thể tìm thấy một người bạn. Sau lưng một người bạn, đôi khi sẽ là kẻ thù. Và kẻ thù truyền kiếp ngàn năm vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai đi những tham vọng bành trướng của mình. Vậy rốt cục ai là bạn, ai là thù? Mục đích cá nhân hay tổ quốc trên hết? Tình bạn tri kỷ hay lợi ích dân tộc? Rốt cuộc, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã lựa chọn đánh đổi thứ gì? Hiệp định Geneva là lần thứ nhất ông Lê Duẩn chứng kiến những đồng chí Trung Quốc quay lưng với đất nước ông. Trong cuốn sổ tay của Tổng Bí thư Lê Duẩn mà gia đình ông còn giữ, có đoạn viết: đất nước Việt Nam phải giàu mạnh và hùng cường, đó là vị trí lịch sử và địa dư của Việt Nam, không thể khác được. Vì chúng ta ở bên cạnh một đất nước mà lịch sử của nước đó chưa bao giờ từ bỏ dã tâm xâm lược đất nước ta. Năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết đã làm cho rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thay đổi nhận thức với Trung Quốc. Vì trước đó, như bao nhà lãnh đạo khác của Việt Nam, ông Lê Duẩn thực sự tin rằng Trung Quốc là người bạn lâu dài của cách mạng Việt Nam. Trung Quốc đã viện trợ rất nhiều cho Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Cho đến khi chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra năm 1979, bộ đội ta vẫn đang mặc áo do Trung Quốc viện trợ. Vậy mà Trung Quốc, bạn bè thân ai nấy lo, đã bán đứng Việt Nam tại Hiệp định Geneva. Ông Việt Phương, người từng làm thư ký cho cả Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhớ về Hiệp định Geneva như sau. Tại Geneva, Trung Quốc với sự ảnh hưởng của mình đã khăng khăng chọn vĩ tuyến 17 là giới tuyến chia hai miền Nam Bắc. Khi chúng ta bàn bạc vấn đề này với Trung Quốc, họ đã nói: các đồng chí hãy để cho chúng tôi tùy cơ ứng biến. Khi nói như thế, Trung Quốc đã tự cho mình cái quyền định đoạt số phận của người Việt Nam trên bàn đàm phán rồi. Khi Hiệp định Geneva được ký kết chính là lúc ông Lê Duẩn đang trên đường từ Nam ra Bắc để báo cáo với Bác Hồ và Trung ương Đảng. Ra đến Liên Khu 5, ông bất ngờ nghe tin Hiệp định Geneva đã được ký kết ngày 21 tháng 7 năm 1954. Suốt đêm đó, ông đã thức trắng. Ông luôn đau đáu khôn nguôi về vận mệnh dân tộc mình, về tương lai thống nhất Nam Bắc một nhà vẫn còn rất xa. Những giọt nước mắt xót xa khi nhìn quân và dân ăn mừng chiến thắng. Ông Lê Duẩn kiên quyết phản đối việc chia cắt đất nước. Nếu buộc phải làm thế, thì việc chia cắt phải ở vĩ tuyến 13 chứ không phải ở vĩ tuyến 17. Còn về việc tổng tuyển cử, 2 năm chờ đợi là một thời gian quá dài, nhưng mọi thứ đã diễn ra rất khác ở Geneva. Ngày hôm sau, Lê Duẩn nhận được điện thoại của Bác Hồ yêu cầu ông quay lại miền Nam để nói chuyện với đồng bào trong đó. Trên đường đi, nhìn những quân dân miền Nam giơ hai ngón tay chào nhau, vừa là biểu tượng của chiến thắng, victory, vừa là lời hẹn 2 năm sau sẽ đoàn tụ. Ông đã khóc vì ông biết sẽ không bao giờ có tổng tuyển cử và sẽ không bao giờ chỉ là 2 năm. Rồi đây đất nước ông sẽ còn bị chia cắt, dân tộc ông sẽ còn bị đổ máu rất nhiều. Một đêm mùa đông giá lạnh năm 1954, Lê Duẩn đưa vợ và con lên con tàu Kerensky, Ba Lan, chở 2.000 cán bộ miền Nam ra Bắc tập kết theo Hiệp định Geneva. Đúng 12 giờ đêm, khi chỉ còn vài tiếng nữa thì tàu nhổ neo, ông lặng lẽ lên một con thuyền nhỏ chờ sẵn, bí mật vào bờ. Ông Lê Duẩn nói với ông Lê Đức Thọ trước lúc chia tay: anh ra nói với bác, 20 năm nữa tôi mới được gặp bác. Rất trùng hợp, 20 năm sau đất nước thống nhất, nhưng quan trọng hơn, đó là lần đầu tiên ông Lê Duẩn thực sự ý thức được nỗi khổ của một dân tộc như Việt Nam khi ở cạnh một nước lớn tham lam như Trung Quốc. Màn đấu khẩu quyết liệt giữa Chu Ân Lai và Lê Duẩn khiến Thủ tướng họ Chu phải im lặng. Trước chuyến thăm của Nixon, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã có một cuộc gặp riêng với Tổng Bí thư Lê Duẩn, thông báo với Lê Duẩn rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ thảo luận về vấn đề Việt Nam trong cuộc gặp sẽ diễn ra tại Bắc Kinh. Tổng Bí thư Lê Duẩn lập tức đáp lại: ông Chu Ân Lai, ông là người Trung Quốc, tôi là người Việt Nam. Việt Nam là đất nước của tôi, hoàn toàn không phải của các ông. Các ông không có quyền nói về vấn đề Việt Nam và các ông không có quyền thảo luận về các vấn đề của Việt Nam với Mỹ. Sau khi bị nói như tát nước vào mặt như vậy, nhưng tỏ rõ mình là người chơi hệ mặt dày, không gì ngăn cản được Mỹ và Trung Quốc gặp nhau ở Bắc Kinh năm 1972. Khi Nixon rời Trung Quốc, một lần nữa Thủ tướng Chu Ân Lai sang Việt Nam. Cuộc trò chuyện giữa Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thủ tướng Chu Ân Lai đã diễn ra rất căng thẳng, khi nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam đã nói vô cùng gay gắt vào mặt Chu Ân Lai rằng
Nixon đã gặp các ông rồi, chẳng bao lâu nữa họ sẽ tấn công chúng tôi, thậm chí còn mạnh hơn bây giờ. Nhưng tôi hoàn toàn không sợ, dù thế nào chúng tôi vẫn sẽ thắng Mỹ. Chu Ân Lai im lặng. Có một cuộc hội đàm giữa ông Duẩn và một lãnh đạo cấp cao Trung Quốc hồi đầu năm 1963 được ghi chép lại. Quả đó cũng đã nói lên được sự kiên quyết không khoan nhượng đối với Trung Quốc và thái độ cứng rắn với chính quyền Bắc Kinh của ông Duẩn. Ông ta hỏi, ở Lào có bao nhiêu cây số vuông đất? Tôi trả lời, khoảng 200.000 cây số vuông. Ông ta, dân số của họ bao nhiêu? Tôi trả lời, khoảng 3 triệu. Ông ta nói, như vậy là không nhiều, tôi sẽ đưa dân tôi đến đó, thật đấy. Ông ta lại hỏi, có bao nhiêu cây số vuông đất ở Thái Lan? Tôi trả lời, khoảng 500.000 cây số vuông. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói, có bao nhiêu người? Tôi trả lời, khoảng 40 triệu. Ông ta nói, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc có 500.000 cây số vuông, nhưng có tới 90 triệu người. Tôi cũng sẽ đưa một số người dân của tôi tới Thái Lan. Rồi ông ta hỏi, đồng chí, có đúng là người của các đồng chí đã chiến đấu và đánh bại quân Nguyên? Tôi trả lời, đúng. Ông ta hỏi tiếp, có phải chính người của đồng chí đã đánh bại quân Thanh? Tôi trả lời, đúng. Ông ta nói tiếp, và quân Minh nữa, phải không? Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta mà nói, đúng, và cả các ông nữa. Nếu các ông đem quân sang xâm lược đất nước tôi, các ông có biết điều đó không? Luôn cảnh giác với tham vọng của Trung Quốc. Thời kháng chiến chống Mỹ, Mao Trạch Đông từng đưa một đội quân vào Việt Nam với lý do giúp Việt Nam xây đường xá ở miền Bắc. Thay vì chỉ đưa người vào như cam kết ban đầu, quân lính Trung Quốc đã nhập cảnh Việt Nam cùng với súng đạn. Trong cuốn Đằng sau tấm màn tre, Trung Quốc, Việt Nam và thế giới ngoài châu Á, được Đại học Stanford xuất bản năm 2006, có đoạn kể về việc Lê Duẩn từ chối nhận viện trợ quân sự của Trung Quốc như sau. Mao Trạch Đông bắt Việt Nam tiếp nhận 20.000 quân đến làm đường từ Nghệ An, Hà Tĩnh để vào Nam. Tôi, Lê Duẩn, kiên quyết từ chối. Họ vẫn liên tục yêu cầu nhưng tôi không thay đổi ý kiến. Họ bắt tôi phải cho họ nhập cảnh nhưng tôi không chấp nhận. Họ tiếp tục gây áp lực nhưng tôi vẫn không đồng ý. Các đồng chí, tôi đưa ra những ví dụ này để các đồng chí thấy được âm mưu lâu dài của họ là muốn cướp nước ta và âm mưu của họ xấu xa tới chừng nào. Trong một bức thư gửi cho vợ, bà Bảy Vân, ông Lê Duẩn từng kể, lần này Trung Quốc lại đề nghị cho mình 500 chiếc xe vận tải để chở hàng trên dãy Trường Sơn. Điều kiện đi kèm của họ là 500 chiếc xe đó sẽ kèm với 500 lái xe Trung Quốc. Có người trong bộ chính trị đề nghị anh cứ nhận vài xe cho họ vui, nhưng anh không đồng ý. Chừng nào anh còn ngồi ở vị trí này thì anh không để bất cứ thứ gì có thể trở thành nguy cơ đối với đất nước. Ông Lê Duẩn chẳng mấy chốc trở thành cái gai trong mắt giới lãnh đạo Bắc Kinh lúc đó, khi họ nhận ra rằng ông Lê Duẩn không phải người dễ bị khuất phục. Ông đại diện cho một lớp người Việt Nam kiên định, bất khuất và yêu nước nồng nàn. Từ bạn thân hóa kẻ thù. Ít ai biết rằng trước những biến cố chính trị, quân sự Việt Trung nổ ra, Tổng Bí thư Lê Duẩn lại là bạn tốt và là bằng hữu của rất nhiều lãnh đạo chủ chốt trong chính quyền Bắc Kinh. Năm 1975, khi Chu Ân Lai thất thế và nằm trên giường bệnh, ông Lê Duẩn sang Bắc Kinh vào tận bệnh viện thăm Chu Ân Lai. Bà tôi hỏi, chào ông Chu, ông có khỏe không? Chu Ân Lai chỉ lặng lặng ghé sát tai Lê Duẩn thì thầm, ngoài kia hẳn có những kẻ không muốn tôi sống đâu. Lê Duẩn và Chu Ân Lai ở vị trí của mình, khi đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết, họ hẳn có nhiều điều không vừa lòng với nhau. Nhưng đến thời điểm khó khăn đó, họ vẫn coi nhau là bạn. Nếu không phải là bạn, chắc một nhà chính trị như Chu Ân Lai sẽ không bao giờ chia sẻ với ông Duẩn điều hắn luôn giấu kín trong tim như thế. Có lần ông Lê Kiên Thành, con trai Tổng Bí thư Lê Duẩn hồi tưởng lại. Tháng 11 năm 1960, Hội nghị 81 Đảng Cộng sản họp tại thủ đô Moscow giữa thời điểm quan hệ Trung Xô đang vô cùng xấu. Đó là hội nghị mà Liên Xô muốn tập hợp lực lượng để cô lập Trung Quốc. Ba tôi và Đặng Tiểu Bình đại diện cho Việt Nam và Trung Quốc tham dự hội nghị đó. Đêm trước khi hội nghị diễn ra, họ đã gặp nhau ở Sứ quán Trung Quốc và trò chuyện suốt đêm. Khi ấy nhiều đảng cộng sản trên thế giới đã ủng hộ Liên Xô cô lập Trung Quốc. Số còn lại im lặng, chỉ có ba tôi đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam là người duy nhất bảo vệ Trung Quốc. Sau hội nghị, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pháp đã gọi ba tôi ra gặp riêng và trách móc. Các đồng chí đã chống lại nhiệm vụ và tinh thần quốc tế vô sản. Nhưng ba tôi khẳng khái đáp lại, thưa đồng chí, tinh thần quốc tế vô sản lớn nhất bây giờ là thắng Mỹ. Các đồng chí hãy để chúng tôi tập trung đánh Mỹ. Mà muốn đánh thắng Mỹ, tôi phải đoàn kết với cả Liên Xô lẫn Trung Quốc. Vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pháp đã ôm lấy ba tôi sau câu nói đó. Về đến Bắc Kinh, ông Lê Duẩn được người Trung Quốc đón tiếp như một anh hùng. 1 triệu người Trung Quốc đón ông ở quảng trường Thiên An Môn. Trong bữa tiệc chiêu đãi, Mao Trạch Đông lấy đũa của mình gắp thức ăn vào bát ông Lê Duẩn. Có một chính khách Trung Quốc đã nói riêng với ông Lê Duẩn,
đây là lần đầu tiên Chủ tịch Mao Trạch Đông gắp thức ăn cho người khác. Đặng Tiểu Bình và Lê Duẩn cũng là những người bạn, kể cả những năm mà Đặng Tiểu Bình bị thất sủng, mất hết mọi quyền lực, mỗi lần sang Trung Quốc, ông Lê Duẩn đều tìm đến thăm Đặng Tiểu Bình. Cuộc gặp cuối cùng giữa họ diễn ra vào năm 1977, đó cũng là lần cuối cùng ông Lê Duẩn sang thăm Trung Quốc, vì đến năm 1979, cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung đã nổ ra, cướp đi sinh mạng của rất nhiều thường dân và binh lính. Và thế là hết, ông Lê Duẩn đứng trước một bên là tình bạn tri kỷ, một bên là tổ quốc. Như mọi thanh niên ưu tú hồi bấy giờ, ông tạm gác tất cả sang một bên vì lợi ích của tổ quốc là trên hết. Luôn luôn cảnh giác với kẻ thù truyền kiếp. Ngay từ thời điểm sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam vẫn có hơn 1 triệu quân chính quy. Một cố vấn quân sự cấp cao Liên Xô khi ấy hỏi Tổng Bí thư Lê Duẩn: "Các đồng chí định đánh nhau với ai mà giữ lại một đội quân thường trực lớn như vậy?" Ông Lê Duẩn đáp: "Rồi sau này đồng chí sẽ hiểu." Rõ ràng đó không phải là một sự cẩn thận thừa thãi khi mà chỉ 4 năm sau, Việt Nam đã phải cùng lúc chống chọi với cả hai cuộc chiến tranh ở hai đầu đất nước, Trung Quốc ở biên giới phía Bắc và Khmer Đỏ ở biên giới Tây Nam. Rõ ràng là ông Lê Duẩn đã tiên lượng được trước cuộc chiến tranh bắt buộc sẽ phải nổ ra, và chính ông là người duy nhất yêu cầu việc duy trì lực lượng quân sự sẵn sàng cho một cuộc chiến tương lai. Qua đó ta thấy được khả năng tư duy và tài năng xuất chúng của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Sai lầm trong thời kỳ đổi mới. Có công lao to lớn, nhưng ông Duẩn vẫn phải nhận chỉ trích không nhỏ về mình. Đó là do chính sách bao cấp đã được áp dụng thái quá. Một chính sách đã làm chậm đà phát triển kinh tế, đi ngược lại xu thế phát triển của thế giới, mà chính ông Duẩn là người đã có những chính sách sai lầm. Thiếu tướng Lê Kiên Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an, là con trai của Tổng Bí thư Lê Duẩn, đã có những chia sẻ thẳng thắn về cha mình. "Nhiều người phê phán cha tôi vì việc duy trì nền kinh tế bao cấp quá lâu, nhưng ngay sau khi giải phóng xong, khi mà nhiều người trong chúng ta vẫn còn coi Mỹ là kẻ thù, ba tôi đã giao cho Bộ trưởng Ngoại giao khi đó là ông Nguyễn Cơ Thạch sang thăm Mỹ, bằng mọi giá phải thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ. Ba tôi đã muốn giữ nguyên nền kinh tế thị trường ở miền Nam song song với nền kinh tế bao cấp ở miền Bắc, vì chính ông cũng muốn so sánh ưu điểm và nhược điểm của hai nền kinh tế đó. Vì ba tôi và các đồng chí của mình khi đó đều được giáo dục và trưởng thành trong hệ thống lý luận về xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô Viết của Stalin." Tổng Bí thư Lê Duẩn đã từng nói rằng: "Khi người ta đã yêu đất nước đến vô cùng, đến mức trái tim chỉ có thể đập vì nó, thì họ sẽ luôn tìm được con đường đúng nhất." Một chính khách yêu nước, một con người một lòng vì nước, vì dân, luôn đặt trên tất cả hai chữ tổ quốc. Thế hệ trẻ ngày nay, thay vì đâm đầu vào TikTok hay Weibo, những trào lưu văn hóa mới du nhập, hãy bớt chút thời gian tìm hiểu về lịch sử, đặc biệt là lịch sử Việt Nam, bởi vì dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay và bổ ích, xin đừng tiếc cho chúng mình một like và một subscribe, vì nó là miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại!